Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tách khuôn và tạo một phân khuôn cho một cái khuôn có 4 sản phẩm, chính là cái switch, là một cái núm vặn các bạn. Và đặc biệt là ở đây tôi sẽ dùng một cái layout mà không có sẵn của Simatron mà do mình tự tạo ra. Thì cái cách tạo tôi sẽ nói sau, còn đây mình chỉ mình xài thôi nhé. Thì các bạn lấy cái đường dẫn nè, nằm trong cái thư mục là số 4, bật tên surface và switch. Ok, cái layout các bạn thì là tôi không có xài có sẵn của nó à. Các bạn thấy nè, đây là cái đường dẫn mặc định chứa những cái layout có sẵn. Cho tôi xài một cái đường dẫn khác nha. Để tôi lấy cái layout của tôi là có 4 sản phẩm như thế này. Đây, tôi chọn nó, rồi tôi đồng ý. Rồi bây giờ mình sẽ đưa nó vào các bạn. Load part vào. Cái này chưa có gì hết, rồi tôi switch tôi lấy ra nhé. Rồi ở đây nè, tôi sẽ tạo một cái mặt phân khuôn là local. Các bạn nhớ cái mặt phân khuôn nào mà nó đơn lẻ nằm trong sản phẩm thì là local. Sau đó mình sẽ tạo một phân khuôn to để bao trùm tất cả phần còn lại, là phần khuôn chính thì nó là cái main PL. Thì tôi làm sao để tôi tạo trước là cái local PL thôi, cho dù như 5% nhé. Để tôi đồng ý nè, đưa nó vào 1 2 3 4. Thì các bạn nhìn kỹ thấy là chỗ này nè các bạn, nó hơi thấp xuống dưới á, thì các bạn biết cách làm rồi nha. Mình sẽ edit workset nó, mình pick vào cái điểm trên đây, vào cái điểm này, đồng ý. Rồi mình có làm như vậy, các bạn xem đúng như này nha. Đúng rồi, thì như tôi nói đó, đầu tiên thì mình làm việc thì mình sẽ làm việc với một anh thôi, tại vì thực sự bốn này là một, các bạn một anh xài 4 lần. Mình tắt bên này đi để mình làm tránh nó bị là hiểu nhầm, nó bị lỗi. Đây vậy nha, tôi tắt ba này đi. Rồi đầu tiên mình vẫn đi chia nè, we split new direction cavity cho một anh làm vốn, kéo lên trên, đồng ý. Một anh đi xuống dưới nha, đặt tên là core, cũng đi kiếm, đồng ý. Sau đó các bạn thấy là mình có cái vật undercut các bạn. Các bạn kéo về phía trước phía sau, thì đây mình sẽ kéo theo cái hướng của mình là hướng y, đi với này, chọn anh này, đặt tên là slide, kéo một cái, đồng ý. Và hướng ngược lại bên kia mình cũng có một cái giống như vậy, các bạn cũng là kiếm và đồng ý. Thì đương nhiên mình thấy rằng một lát nữa khi mình làm thì toàn bộ phần này các bạn, cái phần phía ngoài á, nó sẽ thuộc về cái khuôn của cái hàng slide luôn. Cho nên mình chọn trước nè, anh này mình đưa nó về đây luôn nhé. Anh này đưa nó về đây, đây cũng vậy, anh này và cả cái anh phía ngoài, đưa nó về cái anh slide luôn. Còn các bạn thấy không nè, thậm chí là cả cái nửa này và cái nửa này mình có chia làm đôi, thì tôi sẽ tạo một đường line nhé, để tôi chia luôn cũng được. Các bạn tạo line cũng được, các bạn tạo mặt phẳng cũng được. Các bạn thấy nè, mặc dù mình đang để là kích hoạt cái này lên, nhưng mà khi dùng lên split á, thì tự động á, sau mình chia sẻ các bạn cái phần tử split á, nó rơi về đúng cái thằng switch của mình luôn, các bạn yên tâm ha. Rồi sau đó mình thấy là mình gán trước cũng được nè. Thằng này nó đưa nó về đây, ông này đưa nó về đây, thì cái việc gán là tạm thời xong. Thì có thể là các bạn thấy nè, vẽ đường line và split nằm đây hết rồi, split đưa về đây rồi. Thì tôi chỉ có cái bước tạo một phân khuôn nhé. Tôi qua cái anh local này, tôi kéo dài này ra một cái nha, nó kéo dài ra một tí. Sau đó là tôi này nó hơi không mịn đúng không các bạn, tăng độ phân giải lên. Rồi ở đây tôi sẽ vẽ một cái cung tròn để tôi cắt, tôi lấy phần trong này các bạn. Thì tôi sẽ đo trước cái bán kính nha. Anh này là như đây, R là 6.824 đúng không? Rồi. Tôi vẽ cái arc thôi. Mà tôi biết bán kính rồi, tôi biết hai điểm nữa, tôi chọn chức năng này. Từ đây
đi qua đây lấy cung này là 6.824, đồng ý. Sau đó mình tạo một cái composite curve. Rồi các bạn trim nó đi ha, trim cái mặt to này bằng cái đường curve này và mình lấy phần phía trong. Sau đó các bạn copy save 180 độ. Ok. Rồi, mình dựng luôn cái mặt phân khu phía dây các bạn. Thì đây mình phải tạo phẳng trước ha, mình tạo một cái mặt dim cho nó. Các bạn thấy là mình chỉ vẽ có một cái đó nhưng thực sự các bạn mà đã có được bốn cái rồi nè. Đấy là đủ hết rồi. Rồi bây giờ thì mình tiến hành mình tạo một phân khuôn chính cho nó các bạn. Thì các bạn kích hoạt này lên nha. Sau đó mình add một cái phân khuôn mới vào. Đặt tên video là Man PL đi ha. Này cái này. Rồi ok. Sau đó mình tạo một phân khuôn phía trên trước nè. À mà trước khi tạo thì thôi này cũng đơn giản, mình không cần phải nhiều đâu. Tôi không cần tạo composite curve trước đâu, tại nó cũng ít à. Dù nó cao là 100 á, bề rộng cho dù như là 220 đi. Đây, thế này. Sau đó mình phủ lại nữa các bạn. Bao nó. Rồi mình tạo một cái khuôn đứng phía dưới các bạn ha. Thì mình cũng là phải giữa đồng thời nè, đa tâm hiện lên. Rồi mình cũng là sketch vẽ trên mặt X Z. Rồi sau đó mình reference ha. Tự nhiên tôi cần reference như anh này, anh này, cái anh này. À chỗ này thì lẽ ra là mình nên là mình split cái mặt phân khuôn kia trước rồi tạo cái composite curve các bạn cho nó nhanh nè. Thì bây giờ tôi quay lại đây nè, các bạn thấy là tôi phải split cái mặt này đây nè, tại một lát mình cũng chia các bạn, cái này là bạn chia làm đôi, một cái về slide bên trái, một cái về slide bên phải á. Cho nên thôi mình chủ động mình tạo mặt phân khuôn, tạo mặt phẳng mình cắt nó trước các bạn. Main plan nha, đặt tâm đúng không, tôi lấy cái anh này đi và tôi chỉ cần lấy cái mặt phân khuôn là cái mặt là ZX thôi, nó gọn các bạn, cần nhiều lắm đâu. Tắt hết men này đi nha. Đấy. Rồi tôi tắt tạm cho tôi cả đó mà luôn. Tôi split. Nè, split cái mặt này, thậm chí cả cái mặt này. Bằng anh này. Sau đó thì tiện tay là mình tạo luôn composite curve để mình chọn cho nó nhanh. Rồi tôi xem sản phẩm có chưa nha. Sản phẩm tôi tạo luôn cho sản phẩm đi, lắc nó nhanh thôi cái gì hết. Ồ dở quá, tao được ok, được cũng được. Nó mình thiếu đường nhỏ nhỏ chỗ này nè. Để tôi coi hàng tôi à. À mình có đây nè. Các bạn á, thêm cái này vô cái nữa.
Rồi bây giờ vô cái main BL của mình ha. Mình nút phải chuột, mình chọn là Sketcher, lấy cái mặt là anh này và mặt này. Được, sao nằm hướng kỳ cục, để hướng này nhìn cho dễ nha. Đó. Reference vô như vô anh này, anh này và anh này. Sau đó mình tạo một cái hình chữ nhật ha. Rồi bật hết mấy anh kia lên để mình chọn cho nó dễ nè. Chọn lại kênh cũ. Nè, tạo mà quên tạo anh bên đây. Rồi, những anh nào dư thì mình xóa đi các bạn. Kiểm tra lại lần cuối, tại vẫn nhiều tiết diện cho mình kiểm tra lại nè. Wow. Hay nhiều ha. Rồi, để xem nó chịu không nhé, mình đồng ý thế này. Đây mình xử lý lại các bạn ha, cái đường curve này nè, mình xử lý lại. Vô chỗ này bây giờ là tôi sẽ delete đi à, nó dư các bạn. Rồi. Rồi, giờ lại cho anh nào. Chọn nó các bạn bao. Tiếp theo thì mình làm cái mặt phía dưới nữa các bạn. Và mình sweep nó ra. Này cho 50 được, không cần cho nhiều đâu. Rồi mình đi mirror nó. Qua cái mặt à, mặt main mình chưa có UCS nào hết đâu ta, datum nào hết. Và còn thấy là cái mặt trên này nó to như vậy nè, không chìm đâu nha, về hai bên slide mà cũng split lần cuối. Thì các bạn nhận xét là nếu các bạn đã từng dùng Creo á, các bạn thấy rằng là với anh Creo á là mình chỉ việc tạo những cái mặt phân khuôn, những cái volume thôi là tự nó cắt cho mình được à. Còn với anh Simrom này là mình phải có cái bước là mình phải split bằng tay các bạn ạ, mất thời gian như vậy. Rồi, bước cuối cùng là mình chia các hướng mở khuôn các bạn. Các bạn vô cái phần bật tinh nha. Với split này các bạn kéo cho nó rộng rộng mà dễ nhìn nè. Đấy, rồi mình chia bật tinh attribute. Đầu tiên thấy liền ha. Là những cái mặt này nè các bạn, nó thuộc về ai nè, thuộc về cái anh này và cái anh ở trên đúng không nè. Tương tự như vậy, cái mặt này nó thuộc về cái anh này và cái anh này. Rồi cái mặt này nè các bạn, những mặt của bé nè thì nó thuộc về hai cái slide, nó gặp nhau ở giữa anh này với anh này. Đấy, rồi những cái mặt này ha, thì nó thuộc về cái anh này và cái anh slide. Tương tự như vậy, cái anh này nó thuộc về cái anh này và cái anh slide đây đúng không bạn. Rồi cái đế này cũng vậy nha, cái đế phía bên tay trái này á
thể thuộc về anh này và cái anh slam tay trái, cái đế anh tay phải thì thuộc về cái anh này và anh này. Riêng các bạn thấy nè, cái mặt này á, thì nó chỉ thuộc về cái anh này thôi, còn hai cái lỗ tròn bên trong chỉ thuộc về cái slam này thôi, là cái in cái core này thôi, chứ cho nên mình chọn nha, chọn anh này, nút giữa vào đây, bích lại một cái nha, đồng ý, nó thuộc về một phía nè. Anh này cũng vậy, nút giữa, nhưng thay vì biết hai cái thì chỉ biết một cái thôi các bạn. Ý đâu phải anh này, nó anh này đúng, anh này đúng rồi, đây, đồng ý. Và anh này và anh này á, có nút giữa, biết vào cái anh này thôi. Xong, thì các bạn thấy mình đã có hoàn chỉnh như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn.